Quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với chương trình truyền hình trực tiếp 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu từ đầu chương trình, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với không khí tại thành phố Điện Biên Phủ để xem là công tác chuẩn bị cho sự kiện chính của lễ kỷ niệm đang được diễn ra như thế nào. Phóng viên Kim Thược của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC của chúng tôi đang có mặt tại đây. Vâng ạ, xin được chào phóng viên Kim Thược ạ. Dạ vâng. Xin chào anh Việt Cường và xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại sân vận động của thành phố Điện Biên Phủ, nơi mà chỉ ít ngày nữa thôi chúng ta sẽ diễn ra đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Như quý vị và các bạn đã thấy, phía sau lưng tôi lúc này chính là đoàn nghi lễ của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đang tập luyện để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt sẽ diễn ra vào sáng mai ngày 5 tháng 5. Ngoài đoàn quân nhạc thì còn rất nhiều các đơn vị, các khối nữa của lực lượng quân đội, công an, các lực lượng diễu hành của địa phương, của tỉnh Điện Biên sẽ tham gia tập luyện tại nhiều tuyến đường, trên nhiều tuyến phố của thành phố Điện Biên Phủ. Tinh thần tập luyện thì vô cùng là hăng say và phấn khởi để chứng kiến những cái giây phút tập luyện của các cán bộ chiến sĩ. Thì rất nhiều người dân địa phương của tỉnh Điện Biên đã có mặt trên những tuyến đường, họ reo hò, họ cổ vũ mỗi lần mà các khối diễu binh của chúng ta đi qua. Còn quay trở lại với sân vận động nơi tôi đang đứng ở đây, nơi mà chuẩn bị diễn ra sự kiện vô cùng quan trọng và được người dân cả nước đang đón chờ vào ngày 7 tháng 5 tới, thì ngày hôm nay để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt vào sáng ngày mai, thì ngay từ ngày hôm nay thì công tác chuẩn bị đã đang bắt đầu từ sáng sớm nay rồi, và đến bây giờ thì gần như là đã hoàn tất loa đài, âm thanh, sân khấu, ánh sáng, rồi ngay cả phía sau lưng tôi lúc này là lá cờ ấy ạ, cũng đã vừa treo một cái lá cờ rất là mới lên để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt vào ngày mai. Ngoài các tiết mục biểu diễn của lực lượng quân đội thì ngày mai chúng ta có một tiết mục biểu diễn khác nữa của đoàn nghi lễ Bộ Công an, cũng có một tiết mục rất là hoành tráng, và nếu chúng ta theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian vừa qua thì có thể thấy là tiết mục đánh trống và múa của các cô gái Thái, các cô gái của 54 dân tộc trên sân này thì cũng rất là hoành tráng, mãn nhãn, và hứa hẹn là sẽ mang tới cho quý vị khán giả rất nhiều những bất ngờ cho đại lễ. Tôi muốn giới thiệu thêm một chút về không gian ở sân vận động này ạ. Nếu như không biết là quý vị có nhìn rõ không, nhưng mà ở đây thì sân vận động tuy rất là nhỏ thôi, sức chứa chỉ khoảng tầm 4.000 người thôi, nhưng mà dự kiến là ngày mai thì sẽ có rất nhiều người dân mong muốn có thể vào được bên trong khu vực khán đài này để theo dõi các tiết mục trên sân. Tuy nhiên với sức chứa 4.000 người thì người dân sẽ phải đến đây từ rất sớm, thậm chí là ngay cái hôm lễ sơ duyệt, tức là diễn ra vào ngày 3 tháng 5 đấy ạ, thì lượng người đổ về đây rất đông, có nhiều người thì đến sớm, thậm chí là họ mang chiếu này, mang theo các cái vật dụng để có thể trải sẵn để nằm trên các khán đài để chờ đến sáng ngày hôm sau đấy, để có thể trực tiếp theo dõi được. Còn có nhiều người thì dù là đến sớm, đến từ 4 giờ sáng nhưng mà vẫn không được vào được bên trong, cho nên là họ đành phải đứng ở bên ngoài các cái khu đường gần sân vận động để có thể theo dõi trên các màn hình lớn, hoặc là theo dõi các đoàn diễu binh họ đi qua. Tôi có một lần tôi có phỏng vấn trong cái buổi sơ duyệt, tôi có phỏng vấn một người dân rằng là họ cảm thấy như thế nào khi mà được theo dõi các tiết mục trong lễ sơ duyệt, thì họ nói rằng là chưa bao giờ người dân Điện Biên được thưởng thức một cái không khí sôi động hoành tráng như vậy, và trả lời là mặc dù là họ không vào được sân, họ chỉ đứng ở bên ngoài thôi, nhưng mà họ cảm thấy cũng rất là phấn khởi, phấn chấn, bởi vì là Đảng, Nhà nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối kết hợp với nhau tổ chức một chương trình vô cùng hoành tráng và mãn nhãn. Không chỉ là những cái ngày gần diễn ra lễ chính thức đâu, mà cách đây cả tháng rồi, người dân Điện Biên đã rất là hồ hởi, phấn khởi chào đón hàng vạn người dân du khách từ cả nước tới với Điện Biên. Tình hình những cái khu ở, khu lưu trú như là khách sạn, nhà nghỉ thì gần như là không còn chỗ trống, và người dân và du khách đến đây ấy, nhiều người đến với Điện Biên là chấp nhận là để thưởng thức tất cả những cái điều đặc biệt ở Điện Biên vào thời điểm này, thì họ thuê lại những cái khu nhà dân ở trong những khu homestay khá là xa với thành phố Điện Biên Phủ để có thể tham quan và hưởng trọn cái không khí ngày này. Ngày hôm qua thì ekip của kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng đã tới
mới di chuyển tới một số địa điểm gọi là di tích lịch sử ở thành phố Điện Biên Phủ. Phải nói là chúng tôi đi đến đâu thì cũng gặp rất là nhiều người dân địa phương và du khách, thậm chí là có rất nhiều những du khách nước ngoài nữa. Họ tới đây và họ nói rằng là họ không tưởng tượng được rằng là Điện Biên Phủ những ngày này lại rộn ràng đến thế. Thậm chí là có những người bay từ miền Nam ra đây, họ đi bay ra Hà Nội, sau đấy thì họ lại tiếp tục một cái cuộc hành trình từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ bằng đường bộ. Họ bảo là có thể đi được bằng máy bay nhưng họ không muốn đi máy bay, họ muốn đi bằng đường bộ để có thể cảm nhận được cái con đường hành quân của các chiến sĩ Điện Biên ngày xưa. Khi hành quân từ thủ đô Hà Nội, từ các tỉnh phía Bắc của chúng ta lên Điện Biên, nó khó khăn và gian khổ như thế nào, để hiểu hơn về những cái lịch sử của ông cha ta ngày xưa. Ngoài ra thì có rất là nhiều những em bé, những bạn sinh viên, rồi những các bạn trẻ, các bạn ấy cũng lựa chọn địa điểm du lịch là thành phố Điện Biên Phủ để có thể hiểu hơn về lịch sử của cha ông ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì đèo Pha Đin huyền thoại đã in dấu chân của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, dân công quả tuyến, thanh niên xung phong trên hành trình tiếp vận vũ khí, lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta nơi tiền tuyến. Và thưa quý vị, ngay bây giờ 70 năm sau giải phóng thì những câu chuyện về một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của những người lính, người dân ở các bản làng dưới chân con đèo này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh sau đây. Ở tuổi 95, sức khỏe đã giảm sút, nhưng ông Quảng Văn Khỏ, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vẫn nhớ từng vị trí của đồn địch. Những cung đường chi chít hố bom mà ông từng san lấp trên đèo Pha Đin, tuyến đường huyết mạch, nối hậu phương rộng lớn tới chiến trường Điện Biên Phủ. Hồi xưa là đường mòn, vừa thẳng tắp, dạo lên. Đi lấy Điện Biên thì bộ đội hành quân đi ban đêm. Máy bay nó thả bom xuống, hố bom là vừa sửa vừa đi, rồi chuyển vũ khí đạn dược, chuyển pháo lên hành quân đi Điện Biên, để đánh thẳng tay ở Điện Biên đấy. Hồi trước rất là vất vả. Là đi ban đêm thôi. Đèo Pha Đin nằm giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, nơi cửa ngõ của chiến dịch Điện Biên Phủ, nên quân Pháp luôn tìm cách để cắt đứt việc tiếp lương, tải đạn của quân và dân ta ra mặt trận. Chúng cho máy bay tuần tiễu khu vực đèo hàng chục lần mỗi ngày, thả hàng trăm quả bom phá, nổ chậm, bom bi xuống đèo, nên nơi này được ví như túi bom. Với ông Lường Văn Hợp ở xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, những chuyến băng rừng, vượt suối, tránh mưa bom, bão đạn và cả khoảnh khắc kiên cường đối diện với kẻ địch để hoàn thành nhiệm vụ liên lạc vẫn hằn sâu trong ký ức. Nếu trên đường gặp địch, tôi phải nhai, phải nuốt tài liệu vào bụng ngay, không để chúng bắt được tài liệu trên tay, vì nếu để chúng biết, chúng giết mình ngay. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể của mình tại con đèo Pha Đin huyền thoại này để đảm bảo thông xe, thông tuyến, phục vụ kịp thời chuyển quân, chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm ra tiền tuyến. Theo ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, trong giai đoạn chiến dịch Điện Biên Phủ, địa phương có 8 người là bộ đội, 20 người là thanh niên xung phong, hàng trăm người làm dân công hỏa tuyến. Những người này là thực sự là gương mẫu, là anh bộ đội Cụ Hồ. Thực ra là rất là nhiều người dân rất là nể trọng vì có cái truyền thống rất là tốt đẹp, có cái tác phong lề lối và tham gia các cuộc sinh hoạt người cao tuổi hoặc là các cuộc hòa giải hoặc là dạy bảo con cháu về cái chấp hành chủ trương, nói chung là quy ước, hương ước, làng bản ấy. Là chứng nhân lịch sử của tinh thần, ý chí của bộ đội công binh, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, năm 2020, đèo Pha Đin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia. Tuyến đường đèo dốc chênh vênh viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc này tiếp tục là con đường huyết mạch giúp tỉnh Điện Biên nối liền giao thương với Sơn La và các tỉnh miền xuôi. Việc triển khai xây dựng và phát động xã hội hóa xây dựng đền thờ liệt sĩ trên đèo Pha Đin được tỉnh Sơn La nói chung và huyện Thuận Châu nói riêng đặc biệt quan tâm để tỏ lòng tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đèo Pha Đin, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Công trình đền thờ liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa đèo Pha Đin có tổng diện tích 15.300 m², quy mô đầu tư xây dựng gồm các hạng mục đền thờ liệt sĩ, kỳ đài, am hóa sớ và các hạng mục phụ trợ khác, nguồn vốn thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa.
Chúng tôi rất vui và tự hào khi Thuận Châu quê nhà có công trình ý nghĩa này. Để mỗi dịp lễ, ngày kỷ niệm, chúng tôi cũng như bạn bè, du khách gần xa tới đây dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng đèo Pha Đin vẫn mãi là chứng nhân lịch sử của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, đồng bào các dân tộc Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung đã và đang viết tiếp những bản hùng ca của thời bình.